Cá sấu là một trong những sinh vật cổ xưa nhất còn tồn tại trên trái đất. Các loài cá sấu ngày nay đều thuộc bộ cá sấu Crocodilia. Bộ Crocodilia xuất hiện trên trái đất vào nửa cuối kỷ Creta, rơi vào khoảng 95 triệu năm trước. Nhưng nếu truy ngược nguồn gốc tiến hóa của chúng từ các loài bò sát cổ Archosaur, tiêu biểu là các dòng cá sấu Pseudosuchia hay Crurotaci, thì niên đại thậm chí còn xa xưa hơn rất nhiều, có thể đến tận 250 triệu năm trước. Cá sấu là loài vật săn mồi đỉnh cao và luôn gây nên những cơn ác mộng cho bất kỳ loài vật nào bén mảng vào lãnh địa của chúng, kể cả là con người. Đặc biệt là các loài cá sấu nước mặn Crocodilus porosus hay cá sấu sông Nin Crocodilus niloticus. Cá sấu nước mặn cũng chính là loài bò sát lớn nhất còn tồn tại, với chiều dài con trưởng thành có thể lên đến 7 mét. Tại Việt Nam, cá thể cá sấu lớn nhất từng được ghi nhận dài khoảng 6,8 mét dựa trên kích thước một hộp sọ cá sấu nước mặn phát hiện được tại Cần Thơ. Tuy nhiên, trong lịch sử tiến hóa đầy phức tạp kéo dài hàng trăm triệu năm của loài bò sát cổ xưa này, có những thành viên có kích thước thậm chí còn lớn hơn rất nhiều lần. Và trong số thứ 2 của Untech Share Top List, mình sẽ cùng các bạn điểm qua top 10 loài cá sấu lớn nhất thời tiền sử. Bảng xếp hạng này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, nên các bạn xem đến cuối video để biết cái tên nào có kích thước khủng nhất nhé. Trước khi bước vào video, mình có một thông báo nho nhỏ gửi đến các bạn. Đó là kênh Untech Share đã mở gói hội viên dành cho những bạn ủng hộ kênh. Điều này sẽ góp phần không nhỏ giúp chúng mình có thêm động lực để sản xuất thật nhiều video chất lượng gửi đến các bạn trong tương lai. Để tham gia, các bạn hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để xem thêm thông tin chi tiết. Xin cảm ơn và bắt đầu nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Machimosaurus rex dài khoảng 7,2 mét. Machimosaurus rex nghe cũng giống khủng long phết đúng không? Nhưng đây là một chi bò sát dạng cá sấu. Chúng thuộc siêu họ Teleosauridia, nằm trong nhánh Thalassosuchia, bao gồm 5 loài là Machimosaurus hugi, Machimosaurus mose, Machimosaurus novakianus, Machimosaurus buffetoti và Machimosaurus rex. Đây là chi bò sát dạng cá sấu lớn nhất được ghi nhận trong kỷ Jura, trong đó loài to lớn nhất vừa được phát hiện gần đây tại Tunisia, đó chính là Machimosaurus rex với chiều dài ước tính khoảng 7,2 mét. Các Machimosaurus là chi bò sát dạng cá sấu, sống trong môi trường nước biển. Loài bò sát này có thể là một kẻ ăn thịt cơ hội, đôi khi là săn mồi ven bờ giống cá sấu hiện đại, thông qua các dấu răng của chúng trên hóa thạch của các sauropod sống cùng thời và cùng địa điểm. Ngoài ra, phân tích cấu trúc hộp sọ và bộ răng còn cho thấy Machimosaurus có thể dễ dàng nghiền con mồi ưa thích là các loài vỏ cứng như rùa cổ đại. Cùng với một số thành viên khác trong siêu họ Teleosauridae và các Machimosaurus đã sống sót qua cuộc đại tuyệt chủng vào cuối kỷ Jura, dù số lượng không còn được phong phú như trước kia. Murasuchus amazonensis, dài khoảng 9,4 mét. Murasuchus là một chi cá sấu caiman tồn tại ở thế Miocene, có quan hệ rất gần với Burrosaurus. Hóa thạch đầu tiên của Murasuchus được phát hiện trong rừng Amazon thuộc lãnh thổ Brazil, do đó chúng được đặt tên là Murasuchus amazoniensis. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã phát hiện được 4 loài Murasuchus gồm có Murasuchus nativus, Murasuchus arensi, Murasuchus atropus và Murasuchus amazonensis. Do chỉ có các hóa thạch của hộp sọ là còn nguyên vẹn nên việc xác định chính xác kích thước của Murasuchus là vô cùng khó khăn. Dựa trên tỷ lệ đầu và thân của các loài cá sấu mõm ngắn, họ hàng gần nhất còn tồn tại đến nay của các chỉ cá sấu này. Tác giả Sidade và cộng sự đã đưa ra con số ước tính chiều dài trung bình của loài nhỏ nhất, đó chính là Matropus, dài khoảng 6,3 mét và lớn nhất là Murasuchus amazonensis, dài 9,47 mét. Khu vực nơi Murasuchus sinh sống có khá nhiều loài cá sấu khác cùng sinh sống, chẳng hạn như Purosaurus nevensis, Purosaurus mirandi hay Gryposuchus cùng với một số loài cá sấu caiman hay gharial khác. Lý do Murasuchus có thể sinh tồn cùng với các loài cá sấu khét tiếng này đến từ việc chúng lựa chọn các nguồn thức ăn khác nhau. Sarcosuchus imperator, dài khoảng 9,5 mét. Sarcosuchus là loài bò sát dạng cá sấu sống ở đầu kỷ Creta, giai đoạn Halterite khoảng 95 đến 133 triệu năm trước,
tại khu vực ngày nay là châu Phi và Nam Mỹ. Cercosuchus không phải cá sấu thực sự mà chỉ có họ hàng xa với các loài cá sấu ngày nay. Các ước tính mới nhất về kích thước của Cercosuchus cho thấy một cá thể trưởng thành có thể dài từ 9 đến 9,5 mét và nặng từ 3,5 đến 4,3 tấn. Kẻ ăn thịt này sở hữu một bộ hàm đáng sợ, chiếm hơn 75% chiều dài hộp sọ với hơn 140 chiếc răng. Ở phần đầu mõm có một cấu trúc phình to tương tự như cá sấu Gario ngày nay, hiện vẫn chưa rõ được chức năng là gì. Tuy nhiên, đặc điểm này hiện diện ở mọi cá thể chứ không chỉ riêng gì ở con đực như cá sấu Gario, qua đó cho thấy chúng không giữ vai trò phân biệt giới tính. Stomatosuchus inermit, dài khoảng 10 mét. Stomatosuchus là một loài bò sát dạng cá sấu thuộc họ Stomatosuchidae, sống vào giai đoạn Cenomanian thuộc nửa cuối của kỷ Creta. Loài bò sát này có chiều dài có thể lên đến 10 mét, đồng thời sở hữu một hình dáng vô cùng kỳ lạ. Phần hàm trên dài và hẹp giống như mỏ vịt, được viền xung quanh bởi hàng chục chiếc răng nhỏ hình nón, trong khi hàm dưới không có răng và có cấu trúc giống như túi cổ ở chim bồ nông. Với bộ hàm kỳ quặc này, có vẻ như chế độ ăn chính của chúng đó là cá và không đáng sợ như nhiều loài cá sấu khác. Tuy nhiên, loài bò sát này có thực sự vô hại như tên gọi của chúng hay không? Khi Stomatosuchus inermit nghĩa là cá sấu miệng không có vũ khí, điều này vẫn còn là một bí ẩn khi hóa thạch duy nhất của chúng được phát hiện bởi nhà khảo cổ lừng danh Ernst Trommer đã bị phá hủy trong một cuộc oanh tạc của quân đồng minh vào bảo tàng Munich trong Thế chiến thứ hai. Euticodon Prampti, dài khoảng 10 mét. Euticodon là chi cá sấu cổ đại từng tồn tại ở khu vực châu Phi ngày nay trong kỷ Neogen, cách đây 20,45 đến 23,03 triệu năm, là một trong những chi cá sấu lớn nhất đại tân sinh với hóa thạch của một cá thể được phát hiện tại bồn địa Turkana Basin có chiều dài ước tính lên đến 10 mét. Chỉ tính riêng hộp sọ của mẫu vật này là đã dài 1,52 mét. Euticodon có cái mỏ dài tương tự các cá sấu Gavio ngày nay. Nhìn từ trên xuống, hộp sọ của chúng tương tự như một lưỡi cưa. Euticodon chủ yếu ăn cá và cùng chia sẻ địa bàn của mình với một số loài cá sấu khác như Crocodilus kekii hay Eugavialis. Có 3 loài Euticodon đã được xác định, đó là Euticodon arambogi, Euticodon brampti và Euticodon nitriae. Trong đó, loài đầu tiên, Euticodon arambogi đã tiến hóa thành loài Euticodon nitriae và sau đó là Euticodon brampti. Các Euticodon biến mất khỏi trái đất khi bước sang kỷ Pleistocene. Gryposuchus croizati, dài khoảng 10,15 mét. Gryposuchus là chi cá sấu mõm dài từng tồn tại ở Nam Mỹ trong thế Miocene thuộc kỷ Neogen. Hiện nay có khoảng 4 loài Gryposuchus đã được xác định, trong đó lớn nhất là Gryposuchus croizati được phát hiện ở Venezuela và được mô tả vào năm 2008, có thể đạt chiều dài lên đến 10,15 mét và nặng 1,7 tấn. Gryposuchus là một trong hai chi cá sấu duy nhất trong phân họ Gryposuchinae, còn lại là chi Hesperogavialis, thích nghi được với môi trường nước ngọt, trong khi các chi còn lại phân bố ở cửa sông hoặc dọc theo các bờ biển. Điều này khiến chúng dễ dàng sinh tồn trong hệ thống sông ngòi và đầm lầy dày đặc mà sau này đã trở thành hệ rừng Amazon không gặp nhiều quá cạnh tranh. Vào giai đoạn chuyển tiếp giữa thế Miocene và Pliocene, các biến động địa chất và khí hậu ở Nam Mỹ đã quét sạch các loài trong siêu họ Gavialoidae, bao gồm Gryposuchus và Crocodiloidae khỏi lục địa này. Trong khi đó, các cá sấu Caiman vẫn sống sót được dù phải trải qua một sự suy giảm đáng kể về chủng loài và kích thước. Ramphosuchus gracidon, dài khoảng 8 đến 11 mét. Ramphosuchus là một chi cá sấu mõm dài cổ đại sống ở thế Miocene với một loài duy nhất, đó chính là Ramphosuchus gracidon. Các hóa thạch của chúng được phát hiện tại một số nơi ở Pakistan và Ấn Độ, chủ yếu gồm các mảnh sọ và răng. Trước đây, Ramphosuchus được xem là loài cá sấu cổ đại dài nhất với chiều dài ước tính vào khoảng 15 đến 18 mét. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã bác bỏ ý kiến này và cho thấy kích thước thực tế của chúng chỉ vào khoảng 8 đến 11 mét. Giống như những người họ hàng còn sống của mình, có lẽ cá là loài thức ăn chính của Ramphosuchus. Tuy nhiên, để nuôi sống cơ thể với kích thước khổng lồ này thì chế độ ăn của các loài cá sấu cổ đại phải phong phú hơn rất nhiều, không loại trừ khả năng chúng cũng săn các loài động vật khác ven bờ. Aegisuchus whitmeri, dài khoảng 9 đến 11 mét.
Aegisuchus là một loài cá sấu đầu dẹt sống vào giai đoạn Cenomanian cuối kỷ Creta. Cái tên của loài bò sát dạng cá sấu này xuất phát từ hình dạng hộp sọ giống cái khiên. Dựa vào một số ít hóa thạch thu được, bao gồm một số mảnh sọ, các nhà khoa học cho rằng toàn bộ hộp sọ của Aegisuchus có thể dài từ 2,08 đến 2,86 mét. Đối chiếu với tỷ lệ cơ thể của cá sấu mõm dài Gharial, một cá thể Aegisuchus có thể dài từ 15 đến 21 mét hoặc từ 16 đến 22 mét nếu dựa theo tỷ lệ của các loài cá sấu mõm ngắn. Các con số này đã gây nên rất nhiều tranh cãi và có lẽ kích thước thực sự của loài bò sát này không vượt quá 15 mét. Aegisuchus là kẻ săn mồi mai phục trên những con sông và đầm lầy của hệ tầng Kem Kem. Tập địa chất này ngày nay thuộc Morocco và được mệnh danh là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trong lịch sử tự nhiên trái đất khi cùng chia sẻ lãnh địa với Aegisuchus, đó chính là những loài khủng long ăn thịt khét tiếng như Carcharodontosaurus và Spinosaurus. Deinosuchus hatcheri dài khoảng 9 đến 11 mét. Siêu cá sấu Deinosuchus số ở vùng đất mà ngày nay là lãnh thổ Bắc Mỹ vào cuối kỷ Creta thực sự là một nơi vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với các động vật nhỏ hay các loài ăn thực vật. Kẻ ăn thịt khổng lồ này sống cách đây từ 73 đến 82 triệu năm và thống trị các vùng nước ven bờ của khu vực Bắc Mỹ ngày nay. Các hóa thạch của chúng đã được tìm thấy ở hơn 10 tiểu bang, cả ở bờ Tây và bờ Đông. Trong khi quần thể Deinosuchus ở bờ Đông có số lượng đông đảo hơn, thì các cá thể sinh sống ở phía Tây lại có kích thước vượt trội. Dựa theo khu vực sinh sống, các nhà khảo cổ cũng phân chia cá sấu này thành hai loài. Deinosuchus hatcheri ở phía Tây thuộc lục địa Laramidia và Deinosuchus rugosus ở lục địa Appalachia. Deinosuchus là họ hàng gần gũi của cá sấu mõm ngắn nên nhìn chung không có nhiều khác biệt về hình dạng, chỉ có kích thước to hơn nhiều lần, có thể lên đến 12 mét. Tuổi thọ của Deinosuchus có thể lên đến 50 năm, dài hơn rất nhiều so với các loài cá sấu hiện đại. Deinosuchus là kẻ săn mồi đầu bảng ở khu vực chúng sinh sống, đặc biệt là ở bờ Đông Bắc Mỹ, nơi không có nhiều loài ăn thịt đạt đến kích thước của chúng. Giống như các hậu duệ của mình, Deinosuchus cũng mai phục ở ven bờ và chờ cơ hội để bắt và dìm chết con mồi dưới nước bằng những bộ hàm khổng lồ. Các dấu tích trên hóa thạch của một số loài khủng long bạo chúa cũng cho thấy chúng có thể sẽ trở thành nạn nhân của gã phàm ăn khổng lồ này. Purosaurus brasiliensis dài khoảng 10,3 đến 12,5 mét. Top 1 về kích thước trong giới cá sấu tiền sử sẽ gọi tên Purosaurus brasiliensis. Đây là chỉ cá sấu caiman lớn nhất từng tồn tại, với 3 loài đã được xác định, đó chính là Purosaurus brasiliensis, Purosaurus neovensis và Purosaurus mirandi. Hóa thạch của chỉ cá sấu khổng lồ này được tìm thấy rải rác ở nhiều nơi trên khắp Nam Mỹ và đều có niên đại thuộc thế Miocene. Trong đó, mẫu vật lớn nhất là một hộp sọ của một cá thể Purosaurus brasiliensis dài đến 1,45 mét. Tuy nhiên, do chỉ có hộp sọ được phát hiện nên chỉ có thể ước tính rằng Purosaurus brasiliensis dài từ 10,3 đến 12,5 mét và nặng từ 5,16 đến 8,4 tấn. Sở hữu kích thước khổng lồ kèm theo một lực cắn có thể lên đến 52.500 N, thậm chí có thể đến 69.000 N. Purosaurus không có thiên địch trong môi trường sống của chúng. Để có thể nuôi dưỡng cơ thể khổng lồ đến như vậy, mỗi cá thể có thể phải cần đến một lượng thức ăn trung bình khoảng 40,6 kg trên mỗi ngày. Tuy nhiên, kích thước cơ thể khổng lồ cũng đã là một nhược điểm chí mạng của chỉ cá sấu này khi chúng vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Đó là lý do tại sao loài cá sấu này đã biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử, nhường chỗ cho các họ hàng nhỏ và dễ thích nghi hơn. Có thể các bạn đã biết, Mosasaur hay thương long là tên gọi chung cho các chỉ bò sát biển thuộc họ Mosasauridae tồn tại vào giai đoạn cuối kỷ Creta. Các Mosasaur không phải là khủng long mà chúng thuộc bò sát có vảy Squamata, với các đại diện còn tồn tại đến tận ngày nay như rồng Komodo hay quái vật Gila và các loài rắn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa rõ các Mosasaur có quan hệ gần hơn với phân bộ rắn hay các loài kỳ đà kể trên. Trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng điểm qua 8 loài thương long Mosasaur lớn nhất từng tồn tại trên hành tinh của chúng ta nhé! Những thông tin về Mosasaur. Mosasaur khởi nguồn từ các loài bò sát kích thước nhỏ với lối sống lưỡng cư được gọi là Ankylosaur. Các Mosasaur đã tiến hóa vô cùng nhanh chóng để vươn mình và dần dần thay thế các loài Plesiosaur, trở thành kẻ thống trị các đại dương của thế giới tiền sử
trong vòng 25 triệu năm cuối kỷ Creta cho đến khi biến mất hoàn toàn sau đại tuyệt chủng Creta Paleogene. Tương tự nhiều loài bò sát biển khác, các mosasaur không thể hô hấp trong nước mà phải ngoi lên bề mặt để lấy không khí. Gần như tất cả các mosasaur đều sở hữu cho mình một cái đuôi cực khỏe được cấu tạo từ rất nhiều các đốt sống. Đây là phương tiện chính giúp chúng di chuyển trong nước, trong khi các vây chèo chỉ giúp con vật bẻ lái. Trước đây, các mosasaur được xem là loài đẻ con cho đến khi một vỏ trứng sinh vật biển khổng lồ được phát hiện tại Nam Cực, được cho là của loài bò sát này, khiến giới khoa học phải cân nhắc lại về giả thuyết này. Loài mosasaur đầu tiên được phát hiện vào năm 1764 trong một mỏ đá vôi ở Maastricht, ven sông Mill. Đến nay đã có khá nhiều các mẫu vật thuộc về loài bò sát này được phát hiện ở mọi châu lục trên thế giới. Đã có hơn 40 loài mosasaur được mô tả và đặt tên. Các mosasaur có kích thước vô cùng đa dạng, từ loài nhỏ nhất là Dallasaurus turneri không quá 1 mét đến loài lớn nhất là Mosasaurus hoffmanni có thể đạt chiều dài 17 mét. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua các mosasaur có kích thước to lớn nhất từng được ghi nhận. Plotosaurus. Lúc ban đầu, loài Plotosaurus có tên là Composaurus, nhưng sau đó được thay đổi thành Plotosaurus, có nghĩa là thằn lằn bơi lội, để tránh trùng lặp với một chi bò sát chân chèo ở kỷ Tam Điệp. Hiện nay chỉ xác định được một loài duy nhất trong chi này là Plotosaurus benisoni. Plotosaurus là thành viên của tộc Mosasaurini, bao gồm những loài mosasaur có mức độ tiến hóa cao nhất. So với các họ hàng mosasaur khác của mình, Plotosaurus mang nhiều đặc điểm tiến hóa hội tụ giống với các loài ngư long ichthyosaur đã tồn tại trước đó hàng triệu năm, chẳng hạn như có cơ thể hình thoi, vây chèo nhỏ trong khi vây đuôi lớn. Các đặc điểm này giúp cho Plotosaurus có khả năng thích nghi rất tốt với môi trường nước. Không ngạc nhiên khi đây là một trong những loài mosasaur có tốc độ bơi nhanh nhất, bất chấp việc chúng sở hữu một cơ thể khổng lồ có thể dài đến 8 mét. Kaikaifilu. Kaikaifilu là một chi mosasaur thuộc phân họ Tylosaurin, tức là có quan hệ rất gần với một trong những chi mosasaur nổi tiếng nhất, đó là Tylosaurus. Cái tên Kaikaifilu được đặt tên theo một vị thần biển có hình dạng bò sát trong thần thoại Mapuche. Các hóa thạch của Kaikaifilu được các nhà khoa học Chile tìm thấy trên đảo Seymour thuộc châu Nam Cực vào năm 2011, bao gồm một phần hộp sọ kèm theo xương hàm, các mảnh xương vây cùng 30 chiếc răng với nhiều hình dạng khác nhau. Qua xác định niên đại cho thấy, các hóa thạch này thuộc về cuối giai đoạn Maastricht, rất gần với thời điểm đại tuyệt chủng Creta Paleogene. Phần hộp sọ chưa hoàn chỉnh khai quật được của Kaikaifilu đã dài khoảng 0,7 mét. Như vậy, kích thước của toàn bộ phần xương sọ của loài bò sát biển này phải lên đến 1,1 đến 1,2 mét, và từ đó có thể ước tính được chiều dài toàn bộ cơ thể có thể hơn 10 mét. Với kích thước khổng lồ này, Kaikaifilu là một trong những loài mosasaur lớn nhất sinh sống ở Nam Bán Cầu từng được biết đến. Muanasaurus. Tương tự như Kaikaifilu, Muanasaurus cũng là một chi mosasaur tồn tại ở giai đoạn cuối của kỷ Creta ở Nam Bán Cầu. Cái tên Muanasaurus có nghĩa là thằn lằn biển, ghép giữa Muana là biển và Saurus là thằn lằn, gợi nhớ đến nền văn hóa của các thổ dân Maori bởi vì các hóa thạch của chúng được phát hiện ở đảo Bắc thuộc New Zealand, bao gồm một phần hộp sọ, xương sống, xương sườn và xương vây. Chỉ tính riêng kích thước hộp sọ đã dài khoảng 78cm, qua đó, tổng chiều dài cơ thể Muanasaurus có thể lên đến 12 mét, trở thành một trong những chi thương long dài nhất trong phần họ Mosasaurinae. Taniwasaurus. Tiếp theo trong danh sách cũng là một chi mosasaur từng phân bố rộng rãi ở các vùng biển phía Nam. Taniwasaurus là loài thằn lằn biển được đặt theo tên của sinh vật biển trong thần thoại Maori. Đây là thành viên trong phân họ Tylosaurin, có quan hệ họ hàng gần gũi với Tylosaurus, cùng với Hinosaurus và Kaikaifilu. Hiện nay đã có 4 loài Taniwasaurus được phát hiện, bao gồm Taniwasaurus oweni, Taniwasaurus capensis, Taniwasaurus atlanticus, Taniwasaurus micasaensis, cư trú ở các vùng biển thuộc New Zealand, Nam Phi, Nhật Bản và Nam Cực. Trong đó, loài điển hình và cũng được phát hiện sớm nhất là Taniwasaurus oweni vào nửa cuối thế kỷ 19 tại mũi Hawmori ở đảo Nam thuộc New Zealand. Một cá thể Taniwasaurus trưởng thành có thể dài đến 12 mét và sở hữu các đặc điểm tương tự với các họ hàng của chúng ở Bắc Mỹ và châu Âu là Tylosaurus.
Trong đó, việc thiếu các răng ở phần trước của xương hàm cho thấy Chimosasaur này cũng có phương án tấn công con mồi bằng cách dùng mõm đâm trực diện vào đối phương giống với các Tylosaurus. Hinosaurus. Hinosaurus được đặt tên theo sông Hiney nằm ở miền nam nước Bỉ, nơi một người công nhân đã tìm được các đốt sống hóa thạch của một loài sinh vật khổng lồ trong một mỏ phốt pho gần thị trấn Mesvin. Phần còn lại của bộ xương tiếp tục được khai quật. Sau đó, nhà khảo cổ Luis Dolo đã xác định đây là các hóa thạch thuộc về một thành viên của họ Mosasauridae và đặt tên cho sinh vật này là Hinosaurus bernardi. Hinosaurus cũng là một thành viên trong phân họ Tylosaurine và có họ hàng rất gần gũi với chi Tylosaurus nổi tiếng. Thậm chí, trong một bài báo vào năm 2016, Hinosaurus đã được xem là một loài trong chi Tylosaurus với tên gọi là Tylosaurus bernardi và là chi em có quan hệ gần gũi nhất với Tylosaurus voriger. Giống như các họ hàng nổi tiếng của mình, Hinosaurus là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất của đại dương kỷ Creta, với chiều dài lên đến 12,2m, trước đây ước tính khoảng 15-17m. Mọi loài động vật thủy sinh đều có thể trở thành con mồi của Hinosaurus, kể cả các loài mosasaur nhỏ hơn. Prognathodon. Các hóa thạch của Prognathodon được phát hiện khắp nơi trên thế giới, tập trung nhiều ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chi Prognathodon là một trong những chi mosasaur có nhiều thành viên nhất, bao gồm Prognathodon curri, Prognathodon giganteus, Prognathodon kianda, Prognathodon overtoni, Prognathodon rapax, Prognathodon saturator, Prognathodon sovai, Prognathodon waparensis. Ngoài ra, còn nhiều loài trong chi này chưa được xác nhận hoặc đã được phân loại thành một chi khác. Tùy theo loài, kích thước của các bò sát biển khổng lồ này có thể dao động từ 6 đến 14 mét. Điểm đặc trưng khiến cho các mosasaur này được gọi là Prognathodon, có nghĩa là răng hàm trước, chính là bộ hàm cực mạnh cùng bộ răng có cấu tạo rất khác biệt so với các họ hàng của chúng. Prognathodon sở hữu lực cắn rất lớn. Lực cắn của các chi mosasaur được đo bằng tỷ lệ giữa chiều dài hố trên thái dương và hộp sọ. Ở các loài Prognathodon overtoni và Prognathodon saturator là 0,22, trong khi ở Mosasaurus hoffmanni chỉ là 0,19. Lực cắn khủng khiếp này được tạo ra không chỉ do cấu trúc hộp sọ khổng lồ mà còn ở các cơ hàm cực khỏe. Prognathodon sở hữu bộ răng có cấu tạo rất đặc biệt, đủ khỏe để nghiền nát các con mồi, đồng thời cũng có nhiều răng cưa để xé thịt. Từ đó đặt ra giả thuyết con mồi ưa thích của Prognathodon là các loài thủy sinh có vỏ cứng như rùa cổ đại hoặc cúc đá. Khi đó, bộ răng đặc biệt này sẽ đảm nhận nhiệm vụ phá vỡ các lớp bảo vệ của con mồi xấu số trước khi xé xác chúng. Tylosaurus. Tylosaurus là kẻ săn mồi tàn bạo khét tiếng bậc nhất trong họ Mosasauridae. Mình cũng đã có một video riêng nói về loài này. Các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc ở phần mô tả của bình luận video nhé. Đặc điểm nổi bật nhất của loài bò sát biển này là chúng sở hữu một cái mõm dài hơn so với các họ hàng khác. Đây cũng là lý do nó được đặt tên là Tylosaurus sau khi đã trải qua rất nhiều lần đổi tên. Các nghiên cứu gần đây cho thấy các Tylosaurus đã mang đặc điểm này từ khi còn nhỏ, chứ không phát triển theo sự trưởng thành. Mặc dù cũng sở hữu kích thước không hề kém cạnh loài họ hàng nổi tiếng là Mosasaurus với chiều dài cơ thể hơn 14m, nhưng Tylosaurus lại có thân hình thon gọn hơn. Đặc điểm này kết hợp với cái mõm nhọn giúp cho Tylosaurus giảm được đáng kể sức cản của nước. Ngoài ra, cái đuôi cực khỏe được cấu tạo từ hơn 80 đốt sống giúp con quái vật này xoay chuyển một cách dễ dàng và bơi rất nhanh. Qua phân tích của hóa thạch cho thấy, ở phần trước xương hàm của các Tylosaurus có cấu tạo rất chắc chắn, đồng thời có rất ít hoặc không có răng. Trên phần xương hàm này vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu tích từ những cú va đập cực mạnh. Các chi tiết này tiết lộ một điều rằng vũ khí đáng sợ nhất của loài bò sát biển này không phải từ bộ hàm như các mosasaur khác, mà đến từ chính cái mõm chứa dành của chúng. Tylosaurus không chỉ dùng mõm để định vị con mồi mà còn sử dụng bộ phận để húc thẳng vào đối phương. Món vũ khí lợi hại này biến Tylosaurus thành một quả ngư lôi với sức công phá cực mạnh nặng 15-20 tấn và có thể lao đi trong nước với vận tốc hơn 60 km/h. Kẻ xấu số lãnh chọn cú húc của Tylosaurus nếu không chết ngay thì cũng bị thương nặng hoặc choáng váng trong một khoảng thời gian đủ để Tylosaurus quay lại và kết liễu số phận con mồi.
phương thức tấn công này đặc biệt hiệu quả khi áp dụng cùng với chiến thuật săn mồi theo kiểu phục kích. Tình huống này thường diễn ra khi Thalassosaurus tấn công con mồi đang ngoi lên mặt nước để hô hấp. Khi đó các nạn nhân ít có thể đề phòng và cũng dễ bị tổn thương nhất. Tương tự như Mosasaurus, Thalassosaurus là loài ăn thịt đầu bảng và mọi sinh vật sống trong tầm mắt đều có thể trở thành con mồi của chúng. Trong các hóa thạch Thalassosaurus được phát hiện trên khắp Bắc Mỹ, chủ yếu ở Kansas, nơi xưa kia là vùng biển nội địa phía Tây, các nhà khảo cổ đã tìm được phần còn lại của các loài cá lớn, bò sát biển, thậm chí cả thằn lằn bay, khủng long hay các mosasaur nhỏ hơn. Mosasaurus. Cái tên đứng đầu trong danh sách này không ai khác, đó chắc chắn phải là Mosasaurus. Mosasaurus là chi mosasaur đầu tiên được phát hiện và cùng là chi đại diện cho cả họ bò sát biển khét tiếng này. Các thường long thuộc chi này luôn đứng trong top các loài sinh vật biển có kích thước to lớn nhất từng tồn tại. Trong đó, loài Mosasaurus hoffmanni được ước tính có thể dài đến 17 mét. Các loài còn lại trong chi như Mosasaurus missouriensis, Mosasaurus benisoni hay Mosasaurus lemanieri dù không to lớn bằng nhưng vẫn là những gã khổng lồ của đại dương tiền sử. Trong loạt phim Jurassic World, kích thước của Mosasaurus đã bị thổi phồng quá mức. Lãnh địa của Mosasaurus là vùng biển mà ngày nay chúng ta gọi là Đại Tây Dương. Các hóa thạch của loài bò sát khổng lồ này được tìm thấy trên các châu lục bao quanh đại dương, bao gồm Bắc và Nam Mỹ, châu Âu, Tây Á, châu Phi và Nam Cực. So với nhiều chi mosasaur cùng kích thước, Mosasaurus có cấu trúc cơ thể vạm vỡ và nặng nề hơn. Do đó, những gã khổng lồ này không thể bơi quá nhanh và con mồi ưa thích của chúng chủ yếu là các loài thủy sinh hoặc sống gần mặt nước có tốc độ chậm, thường là các bò sát biển khác. Một điểm đáng chú ý khác là Mosasaurus có cặp mắt phân bố hai bên nên khả năng xác định khoảng cách đến con mồi rất kém, một đặc điểm không hiện diện ở các loài ăn thịt săn đuổi con mồi. Mosasaurus là động vật săn mồi đầu bảng ở khu vực nơi chúng sinh sống. Gã khổng lồ này ăn gần như mọi sinh vật có thể phát hiện được, từ các loài cá, rùa, plesiosaur, các mosasaur nhỏ hơn hay cả các loài khủng long vô tình bơi vào lãnh địa của chúng. Vậy là mình đã gửi đến các bạn top 8 loài thương long mosasaur có kích thước to lớn và hung bạo nhất ở thời của chúng sinh sống. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, có thể để lại cho mình một like, một subscribe và chia sẻ video đến với nhiều người hơn nữa. Các bạn cũng có thể yêu cầu mình làm về một loài sinh vật nào đó mà các bạn yêu thích ở phần bình luận. Plesiosaur là tên gọi chỉ chung cho các chi bò sát biển thuộc họ Plesiosauridae. Các Plesiosaur thuộc bộ Plesiosauria được chia làm hai phân bộ, Plesiosauridae với cổ dài, đầu nhỏ và có bộ răng nhọn lởm chởm phù hợp với đời sống săn bắt cá. Ngược lại, các thành viên của phân bộ Plesiosauridae là những bò sát biển cổ ngắn, đầu to với hai vây chèo phía trước to khỏe. Các Plesiosaur được xem là các hung thần thống trị các đại dương cổ đại. Các bò sát biển này là những kẻ săn mồi vô cùng táo bạo và chế độ ăn của chúng đơn giản bao gồm mọi sinh vật xuất hiện trong tầm mắt, từ cá, mực và thậm chí là các loài bò sát biển khác, trong đó có cả các họ hàng của Plesiosaur. Plesiosaur là những tay bơi lặn rất giỏi, tuy nhiên cũng giống rất nhiều loài bò sát biển khác, chúng không thể hô hấp ngay trong nước mà phải trồi lên mặt nước để hít thở không khí. Thời đại của các Plesiosaur kéo dài từ cuối kỷ Trias cho đến khi các thành viên cuối cùng biến mất vào giai đoạn Turon thuộc kỷ Creta khoảng 89 đến 93 triệu năm trước, khi quyền thống trị đại dương của chúng bị thay thế bởi những kẻ săn mồi tân tiến và đáng sợ hơn rất nhiều lần, đó chính là các Mosasaur. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những loài thương long Plesiosaur đã từng thống trị đại dương, mang đến nỗi kinh hoàng cho các loài sinh vật cùng thời trong số thứ 7 của series Untitled Top List. Nhưng trước hết, mời các bạn hãy ấn like, subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác trong thời gian tới nhé. Xin mời các bạn cùng mình hãy bắt đầu video thôi nào. Là Romaliosaurus. Romaliosaurus là chi bò sát biển khác biệt nhất trong danh sách này, khi đây là đại diện cho họ Romaliosauridae, bao gồm các Plesiosaur sống ở giai đoạn đầu đến giữa của kỷ Jura. Hóa thạch của nó và các họ hàng đều tập trung nhiều nhất tại Anh Quốc. Mẫu vật Romaliosaurus đầu tiên, Romaliosaurus cramptoni, được phát hiện vào giữa thế kỷ 19 tại một mỏ nhôm tại Yorkshire, Anh Quốc và có niên đại từ giai đoạn Troas thuộc kỷ Jura 180 đến 183 triệu năm trước.
Từ đó đến nay, đã có thêm 3 loài là Romaliosaurus khác được xác định, bao gồm có Romaliosaurus propinquus, Romaliosaurus tontoni và Romaliosaurus zetlanticus. Các cá thể Romaliosaurus trưởng thành có thể dài đến 7 mét dựa theo mẫu vật định danh NMING F8785. Tương tự như các pleosaur thuộc họ Romaliosauridae, Romaliosaurus có cổ ngắn và phần đầu to hơn các plesiosaur nhưng chưa đến mức sở hữu một hộp sọ khổng lồ như các pleosaur thế hệ sau như Pleosaurus hay Kronosaurus. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của nó và có lẽ cùng tồn tại ở các họ hàng của chúng là khứu giác đặc biệt nhạy trong nước. Loài bò sát biển này có thể cảm nhận mùi, ví dụ như mùi máu khi dòng nước chảy qua các thụ thể khứu giác trong hộp sọ của chúng, một cơ chế đánh hơi rất giống với cá mập hiện đại. Còn mùi ưa thích của Romaliosaurus là các loài cúc đá hoặc bò sát biển khác như Ichthyosaur hay Plesiosaur. Là Luscan. Luscan italensis là một trong những loài pleosaur mới được phát hiện trong những năm gần đây. Bộ xương gần hoàn chỉnh của loài bò sát biển này được phát hiện bởi Gleb Uspensky vào năm 2002 tại khu vực phía đông sông Volga thuộc thành phố Yulianovska, miền Tây nước Nga. Bộ hóa thạch này được lưu trữ tại bảo tàng Goncharov Yulianovska cho đến khi được Valentin Fischer và các cộng sự của mình gồm chính Uspensky mô tả và đặt tên, đó chính là Luscan italensis. Cái tên này là sự kết hợp của Lusis, một tinh linh của nước trong thần thoại của người Mông Cổ, và đột quyết với Khan hay Hãn là từ để chỉ vị thủ lĩnh của các dân tộc du mục này. Trong khi đó, tên loài Italensis bắt nguồn từ cách người đột quyết gọi sông Volga. Luscan italensis sống vào đầu của kỷ Creta, cách đây từ 130 đến 135 triệu năm. Một cá thể của nó trưởng thành có thể dài đến 6,5 mét và có cái mõm dài khá đặc trưng, trong đó riêng phần hàm dưới đã dài khoảng 1,6 mét. Thoạt nhìn, Luscan khá giống các plesiosaur thuộc họ Polycotylidae. Tuy nhiên, trên thực tế chúng có quan hệ hàng khá xa và sự giống nhau này đơn thuần chỉ là đặc điểm tiến hóa hội tụ để phù hợp với lối sống săn bắt cá của những bò sát biển này. Là Machaira. So với các pleosaur sống vào nửa cuối kỷ Creta, Machaira có kích thước tương đối khiêm tốn với chiều dài chỉ 5 mét. Hóa thạch duy nhất của loài bò sát biển này được phát hiện ở khu vực ven bờ sông Volga thuộc nước Nga. Dù không nguyên vẹn nhưng vẫn đủ tính đặc thù để tách các pleosaur này thành một chi riêng biệt. Trong đó, đáng chú ý nhất là cấu trúc răng với tiết diện ba mặt có các răng cưa vòng cao đáy hẹp và nhiều kích cỡ khác nhau tạo nên những gợn sóng phân bố dọc theo các cạnh răng. Dựa trên đặc điểm này và nơi phát hiện ra chúng, loài pleosaur này cuối cùng được đặt tên là Machaira rosica, trong đó Machaira là tên của một loại gươm của Hy Lạp và rosica nghĩa là thuộc về nước Nga. Galadosaurus. Hóa thạch của Galadosaurus được phát hiện ở phía tây Cuba trong khu vực biển Caribe bởi một người nông dân, ông Juan Galado. Ban đầu, đây được xem là hóa thạch của một loài pleosaur khá phổ biến là Pelonostes, cho đến khi được xác định lại là một chi hoàn toàn mới vào năm 2009, với chỉ một loài duy nhất là Galadosaurus iteradae. Các Galadosaurus sống vào giai đoạn Oxford thuộc kỷ Jura, cách thời đại của chúng ta từ 157 đến 163 triệu năm trước. Địa bàn hoạt động của chúng có lẽ không chỉ bó hẹp ở khu vực biển Caribe, mà vùng biển này chỉ là nơi chúng di cư ngang hàng năm. Vùng biển ấm và nông với mực nước chỉ vào khoảng từ 10 đến 12 mét. Đây là nơi của các Galadosaurus chia sẻ khu vực hoạt động với rất nhiều loài bò sát biển khác của kỷ Jura như các loài ngư long hay các loài rùa cổ đại. Megacephalosaurus. Megacephalosaurus là loài bò sát biển từng tồn tại ở vùng biển nội hải phía Tây vào giai đoạn Turon thuộc nửa cuối kỷ Creta, cách đây từ 93 đến 94 triệu năm. Đây là một trong những loài pleosaur lớn nhất từng được biết đến, với chiều dài có thể lên đến 9 mét. Megacephalosaurus sở hữu một hộp sọ khổng lồ, có thể dài từ 1,7 mét đến 1,75 mét, lớn nhất trong số các pleosaur từng được phát hiện ở Bắc Mỹ. Đó là lý do tại sao loài bò sát biển này được đặt tên như vậy. Megacephalosaurus có nghĩa là thằn lằn đầu lớn. Các hóa thạch đầu tiên của nó được phát hiện bởi hai anh em tại một khu đất gần Fairport, bang Kansas.
trong hơn 60 năm, các mẫu vật này được cho là thuộc về loài Pliosaur Brachycephalus lucasi cho đến khi một nghiên cứu vào năm 2013 đã quyết định phân lập chúng thành một loài mới hoàn toàn, đó chính là Megacephalosaurus elephi. Megacephalosaurus là thành viên của phân họ Brachycephalia, bao gồm những chi Pliosaur còn tồn tại đến nửa cuối kỷ Creta. Đây là giai đoạn hoàng hôn của các Pliosaur. Trong đó, Megacephalosaurus cùng với Brachycephalia và Polyptychodon là ba chi Pliosaur cuối cùng còn hiện diện đến giai đoạn Turon, cho đến khi các bò sát biển này hoàn toàn biến mất. Sự tuyệt chủng của các Pliosaur cũng chấm dứt thời đại thống trị đại dương của chúng và thay thế bởi các bò sát biển ưu việt hơn như Mosasaur. Kronosaurus. Các hóa thạch của Kronosaurus được phát hiện đầu tiên tại bang Queensland của Australia, nơi xưa kia là một vùng biển nội địa lạnh giá nằm giữa lục địa châu Úc có tên gọi biển Eromanga. Loài bò sát biển khổng lồ này có thể đạt chiều dài từ 10 đến 12,8 mét, được đặt tên theo tên của vị chúa tể Titan Kronos trong thần thoại Hy Lạp và sinh sống vào nửa đầu kỷ Creta thuộc giai đoạn Arp đến Amba, cách đây từ 100 đến 120 triệu năm. Cho đến nay, chỉ có một loài Kronosaurus được ghi nhận, đó là Kronosaurus queenslandicus. Trước đây, chi Kronosaurus còn có một thành viên thứ hai được phát hiện ở Colombia là Kronosaurus boeasensis, nhưng sau đó loài này đã được tách thành một chi riêng biệt là Monkyrosaurus vào năm 2021. Kronosaurus là loài ăn thịt đầu bảng trong lãnh địa của chúng. Các hóa thạch cho thấy Pliosaur khổng lồ này có chế độ ăn rất đa dạng từ rùa cổ đại cho đến các loài bò sát biển khác. Một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất của các Kronosaurus là cấu trúc răng. Gã khổng lồ này sở hữu một hàm răng khủng khiếp với chiều dài tối thiểu là 7 cm, thậm chí có thể lên đến 30 cm nếu tính luôn phần chân răng. Khác với răng của Liopleurodon và Pliosaurus, răng của Kronosaurus có hình nón thay vì cấu trúc ba mặt và có các bờ cắt sắc nhọn. Sachicasaurus. Năm 2013, trong một chuyến khảo sát thực địa được tổ chức phối hợp bởi Đại học Quốc gia Colombia Universal National de Colombia và Công ty Dầu khí Quốc gia Ecopetrol, các nhà khoa học đã có một phát hiện gây chấn động giới khảo cổ lúc bấy giờ. Đó là một bộ hóa thạch có mức độ hoàn thiện nhất từ trước đến nay trong khu vực, bao gồm một hộp sọ và một chi sau hoàn chỉnh, cùng một số đốt sống của một Pliosaur chưa từng được biết đến trước đây, có nguồn gốc từ tầng Barremie khoảng từ 121 đến 129 triệu năm trước, được tìm thấy tại Sachica, một ngôi làng nhỏ gần Villa de Leyva. Phát hiện này đã gây chấn động giới khảo cổ lúc bấy giờ và mang lại sức sống cho ngôi làng Sachica, giống như cái tên của loài Pliosaur mới này, Sachicasaurus vitae. Vitae nghĩa là sự sống. Mẫu vật được tìm thấy thuộc về một cá thể chưa trưởng thành nhưng đã ước tính dài đến 10 mét. Qua đó có thể thấy rằng đây là một trong những chi Pliosaur lớn nhất từng được biết đến. Sự xuất hiện của Sachicasaurus bổ sung vào sự đa dạng trong bộ sưu tập các sinh vật biển đã được phát hiện tại hệ thần Baja nổi tiếng của Colombia. Trong đó đáng chú ý nhất có 3 chi Pliosaur đã được xác định bao gồm Acostasaurus, Stenorhynchosaurus và Monkyrosaurus. Liopleurodon. Cái tên Liopleurodon trở nên quen thuộc với khán giả đại chúng qua series nổi tiếng Walking with the Dinosaur phát hành vào năm 1999. Tuy nhiên, cá thể Liopleurodon trong phim đã bị phóng đại kích thước lên nhiều lần. Trên thực tế, một cá thể Liopleurodon khi trưởng thành có thể đạt chiều dài từ 5 đến 7 mét. Dù chưa phải là loài Pliosaur lớn nhất từng được ghi nhận, nhưng nó vẫn là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất ở vùng nước nơi chúng từng sinh sống cách đây từ 155 đến 165 triệu năm. Các hóa thạch của Liopleurodon được phát hiện tại nhiều nơi trên khắp châu Âu, tập trung nhiều tại Pháp và Anh. Dễ hiểu là do vùng đất này xưa kia được bao phủ bởi các vùng biển cạn, là địa bàn săn mồi ưa thích của Liopleurodon và các Pliosaur. Cho đến nay đã có hai loài Liopleurodon được xác định bao gồm Liopleurodon ferox và Liopleurodon pachyderus. Pliosaurus. Pliosaurus xứng đáng là đại diện cho cả họ Pliosauridae, không chỉ vì đây là Pliosaur đầu tiên được phát hiện mà chúng còn có kích thước to lớn bậc nhất, đồng thời có số loài phong phú nhất trong họ bò sát biển này. Cho đến nay đã có 8 loài Pliosaur được xác định kể từ khi loài đầu tiên là Pliosaur brachydeirus được phát hiện tại Anh Quốc bởi nhà khảo cổ Richard Owen vào năm 1841.
thành viên thuộc chi Pleosaurus được phát hiện gần đây nhất, đó chính là Pleosaurus amazonensis vào năm 2018. Pleosaurus không chỉ là một trong những sinh vật biển nguy hiểm nhất trong thời đại của chúng, mà còn có thể trong suốt lịch sử tự nhiên của trái đất. Các Pleosaurus sở hữu đầy đủ các đặc điểm biến chúng thành một kẻ săn mồi hàng đầu trong đại dương. Thân hình rắn chắc đi cùng một cái đầu lớn và một bộ hàm đầy răng cực khỏe. Đây còn là những tay bơi lội cừ khôi với các vầy trèo đầy mạnh mẽ. Nên một chi Pleosaurus tăng tốc các nạn nhân của chúng thường có rất ít cơ hội để sống sót. Pleosaurus là sinh vật săn mồi đầu bảng trong đại dương. Chúng ăn gần như mọi sinh vật chuyển động, từ các loài cá, mực, cúc đá hay các loài bò sát biển khác. Một trong những loài Pleosaurus đáng sợ nhất là Pleosaurus funky, hay còn được biết đến rộng rãi với biệt danh Predator X. Các bằng chứng về sự tồn tại của con quái vật khủng khiếp này được khai quật vào năm 2008 dưới những lớp băng dày đặc của vùng đất lạnh giá Svalbard nằm ở cực bắc của Na Uy. Mất hàng năm trời, người ta sắp xếp được hơn 20.000 mảnh vụn để cuối cùng thu được không chỉ một mà đến hai hộp sọ của Pleosaur khổng lồ dài từ 1,5 đến 2,5 mét. Qua đó, có thể ước tính rằng kích thước của loài bò sát biển này có thể dài đến 12 mét. Phân tích sâu hơn về cấu trúc của các hóa thạch Pleosaurus funky cho thấy loài bò sát biển này hay có thể mở rộng ra là chính cả chi Pleosaurus hay họ Pleosauridae, chủ yếu dùng các chân chèo trước để bơi, trong khi các chân chèo sau chủ yếu để dành tăng tốc khi cần thiết để rút ngắn khoảng cách với con mồi. Vừa rồi là những thông tin về nỗi kinh hoàng đại dương Pleosaur mà mình muốn gửi đến các bạn. Nếu thấy rằng video này hữu ích, hãy để lại cho chúng mình một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia vào gói hội viên hoặc ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.